Trân trọng mến chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Duy mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều an lạc trong cuộc sống. Và Duy chúc cho quý vị không phải thường xuyên đi gặp bác sĩ. Trong video hôm nay thì Duy trở lại với một cái chủ đề sức khỏe được mang tên phương pháp chữa ung thư đúng cách và những cái tiêu chí giúp chúng ta có thể đánh giá một cái phương pháp chữa ung thư là hiệu quả hay là không. Bác sĩ Michael Adam có nói về cái phương pháp hóa trị liệu của y học hiện đại về bệnh ung thư như sau. Cách chữa ung thư của y học hiện đại dùng hóa trị nó giống như là chúng ta chữa cho người nghiện rượu bằng cách là uống thật nhiều rượu vodka, hoặc là chúng ta chữa cho người bị bệnh tim mạch bằng cách là khuyến khích họ ăn nhiều phô mai. Phương pháp chữa ung thư của y học hiện đại dùng hóa trị, xạ trị và phẫu thuật. Thực ra đó thì cái hiệu quả của nó chỉ có 2% cho những bệnh nhân ung thư và chỉ kéo dài cái khả năng sống sót của họ trong vòng khoảng 5 năm mà thôi. Nếu chúng ta so sánh với việc chúng ta không thực hiện bất kỳ cái giải pháp nào về hóa trị, xạ trị hay phẫu thuật mà chúng ta đơn giản chỉ thay đổi cái ăn uống và lối sống của chúng ta thì cái khả năng mà chúng ta hồi phục, khôi phục được, chữa lành bệnh ung thư có thể tăng lên 50%. Quý vị cũng nên xem lại hai cái video mà Duy chia sẻ về bệnh ung thư trước đây. Video thứ nhất đó là những cái nghịch lý trong cái phương pháp chữa ung thư của y học hiện đại. Quý vị click vào cái đường link bên trên này, hoặc là quý vị theo dõi cái video Duy giải thích về cái nguyên nhân thực sự gây ra bệnh ung thư là gì. Quý vị click vào cái đường link bên trên này, hoặc là xem hai cái video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Đức Phật có dạy khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. Nếu chúng ta không có sự hiểu biết đúng đắn về cái nguyên nhân gây ra bệnh ung thư, cũng như là chúng ta không có hiểu biết đúng đắn về những cái tác dụng phụ khi chúng ta áp dụng cái phương pháp chữa ung thư của y học hiện đại như là hóa trị, xạ trị, phẫu thuật, chúng ta đâm đầu vào chữa trị như vậy đó thì chúng ta tiền mất, tật mang và không hiệu quả. Duy thực hiện cái video hôm nay với cái trọng tâm đầu tiên á, là giúp cho quý vị có thể phân định được đâu là một cái phương pháp chữa ung thư hiệu quả. Thì một cái phương pháp mà chữa ung thư hiệu quả đó, theo Duy á, nó phải đáp ứng được ba cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất á, làm sao để kích hoạt được cái tế bào đang hô hấp kỵ khí, tức là lên men, chuyển sang cái trạng thái hô hấp bình thường của tế bào bình thường trong cơ thể, đó là hô hấp hiếu khí cần oxy. Cái điều thứ hai cần làm của cái phương pháp chữa ung thư á, là làm sao để giúp cho cơ thể của chúng ta đào thải tất cả những cái độc tố dư thừa tích lũy trong dòng máu, tích lũy trong các tế bào trước đây ra ngoài càng nhiều càng tốt, từ đó giúp cho cái môi trường máu của chúng ta lấy lại cái trạng thái cân bằng, đó là độ pH 7.35. Bởi vì trong cái môi trường pH như vậy đó thì các tế bào hệ miễn dịch, cơ quan nội tạng của chúng ta mới hoạt động đúng cái chức năng của nó, giúp cho chúng ta có thể khôi phục lại cái trạng thái sức khỏe bình thường, giúp cho cơ thể của chúng ta khôi phục lại cái trạng thái tự chữa lành tự nhiên vốn có của nó. Và cái điều thứ ba mà một phương pháp chữa ung thư hiệu quả phải có, đó là làm sao để giúp cho chúng ta nâng cao, tăng cường, hồi phục cái hệ miễn dịch. Cái hệ miễn dịch của cơ thể là tạo hóa ban tặng cho tất cả mọi sinh loài, thì giúp cho chúng ta có thể phòng ngừa được tất cả những cái tác nhân gây bệnh bên ngoài. Đồng thời là cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được tất cả những tế bào bất thường, những tế bào già, những tế bào lão hóa, để từ đó thay thế bằng những tế bào mới khỏe mạnh hơn, hồi phục lại cái trạng thái sức khỏe sung mãn cho cơ thể. Ngoài ra đó, hệ miễn dịch của chúng ta còn giữ một cái vai trò cực kỳ quan trọng, đó là nó sẽ hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta phục hồi cái khả năng tự chữa lành tự nhiên vốn có của nó. Cho nên nếu bất kỳ ai khuyên quý vị áp dụng một cái phương pháp chữa ung thư nào mà không đạt được một trong ba tiêu chí hoặc tất cả ba tiêu chí mà Duy chia sẻ thì quý vị nên tránh xa nó, để tránh cái trường hợp là tiền mất tật mang và chúng ta mất đi cái cơ hội giành lại cái sự sống của mình. Duy chia sẻ video hôm nay trên tinh thần là trách nhiệm, trên tinh thần
là tất cả những cái hiểu biết mà Duy có được chia sẻ một cách là trung thực. Còn cái việc tiếp nhận và áp dụng hay không hoàn toàn là tùy duyên quý vị. Duy không muốn quý vị là hãy tin ngay tất cả những điều mà Duy chia sẻ, mà Duy rất mong quý vị hãy dùng cái đầu óc và cái khả năng tư duy phản biện của mình để phân tích thông tin trước khi đưa ra cái quyết định cuối cùng. Tiếp theo đây là Duy sẽ chia sẻ cho quý vị một cái hệ thống, các cái giải pháp, những cái điều mà quý vị cần thực hiện khi chúng ta mắc bệnh ung thư để giúp cho chúng ta có thể khôi phục lại cái trạng thái sức khỏe bình thường, sung mãn, tốt nhất có thể, mà quý vị không phải tốn kém, không phải chịu đau đớn. Và Duy có thể khẳng định rằng những cái điều mà Duy chia sẻ có thể mang lại những cái hiệu quả rất là to lớn cho quý vị. Cái điều đầu tiên quan trọng quý vị phải thực hiện đó là làm sao để chúng ta có thể đảo ngược, kích hoạt các cái tế bào lên men kỵ khí, được biết đến như là những tế bào ung thư trong cơ thể, về cái trạng thái là hô hấp hiếu khí bình thường, cần oxy. Thì để thực hiện được điều này đó, thì chúng ta phải làm sao để giảm những cái độc tố đang tích tụ rất là nhiều trong dòng máu, trong các cái tế bào và cơ quan nội tạng của chúng ta ra bên ngoài. Từ đó khôi phục lại cái môi trường máu về cái trạng thái môi trường kiềm cân bằng vốn có với độ pH là 7.35. Bởi vì trong cái trạng thái môi trường này đó, thì cơ thể của chúng ta đó có khả năng tiếp nhận oxy, dinh dưỡng một cách bình thường. Các tế bào có thể hoạt động đúng chức năng của nó. Và đồng thời á, là cơ thể của chúng ta có thể khôi phục lại cái khả năng tự chữa lành tự nhiên vốn có của nó. Khi chúng ta thực hiện đào thải tất cả những cái độc tố trong dòng máu ra ngoài, thì chúng ta sẽ giảm được cái nồng độ axit của máu, đưa môi trường máu về môi trường pH bình thường. Để thực hiện được điều này đó, thì chúng ta thực hiện song song hai cái việc sau đây. Cái việc thứ nhất á, làm sao để chúng ta giảm được cái độc tố đưa vào cơ thể, và đồng thời là chúng ta thúc đẩy tăng cường cái việc đào thải cái độc tố đầu ra. Để giảm được cái độc tố đầu vào đó, thì chúng ta chú ý bốn cái kênh quan trọng sau đây. Thứ nhất là ăn phải đúng, thứ hai là uống phải đúng, thứ ba là hít thở đúng, và thứ tư là cái tinh thần của chúng ta phải đúng. Thì ăn uống đúng á, thì Duy khuyên quý vị á, là hãy áp dụng cái ăn uống theo cái tinh thần của thực dưỡng hiện đại. Thì quý vị chú ý cho Duy hai điều sau đây khi áp dụng thực dưỡng. Khi mà quý vị bị bệnh ung thư á, thì quý vị chú ý là giảm tối đa cái đạm động vật. Đặc biệt là đạm động vật người ta nuôi trồng đó, thì sử dụng rất là nhiều cái chất kích dục, cái chất kích thích tăng trưởng. Thì những cái dư lượng này mà quý vị đưa vào cơ thể đó, thì dễ làm cho những cái tế bào ung thư nó nhân lên, nó phát triển thành những cái khối u rất là nhanh. Và cái điều thứ hai đó là quý vị hãy giảm sử dụng những cái thức ăn chế biến công nghiệp. Bởi vì những cái thức ăn này á, nó chứa những cái chất mà bảo quản khi người ta đóng hộp, đóng gói đó, thì đưa vào cơ thể đó, nó tạo một cái gánh nặng rất lớn cho gan, cho thận. Mà gan thận của người mà bị ung thư đó, thì hầu như nó đã suy yếu. Mà quý vị đưa thêm việc cho nó đó, thì dễ làm cho cơ thể của chúng ta càng suy yếu một cách trầm trọng. Còn nói về chi tiết á, thực dưỡng hiện đại là gì, cách ăn uống, lối sống theo thực dưỡng hiện đại như thế nào, và từng bước chúng ta chuyển sang áp dụng thực dưỡng hiện đại ra sao đó, thì quý vị hãy tham khảo cái chuỗi video mà Duy đã thực hiện bằng cách click vào cái đường link ở bên trên này, hoặc là xem cái chuỗi video về thực dưỡng hiện đại ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Cái kênh thứ hai để giảm độc tố đầu vào á, là chúng ta hãy uống đúng. Thì uống đúng ở đây á, Duy khuyên quý vị là hãy uống nước lọc, uống nước khoáng là tốt nhất. Chúng ta hạn chế các cái loại thức uống như là nước ngọt có ga, đặc biệt là coca. Rồi quý vị hạn chế uống bia, rượu, các chất kích thích, các cái loại trà thông thường. Thì khi quý vị sử dụng những cái thức uống mà không phải là nước lọc, không phải là nước khoáng á, thì nó làm tăng cái nồng độ axit của cơ thể. Cái kênh thứ ba để giảm độc tố đầu vào quý vị cần chú ý đó là chúng ta hãy hít thở đúng cách. Thì hít thở đúng ở đây thì Duy khuyên quý vị đó, đối với những người đã bị ung thư đó, thì quý vị nên tìm cái môi trường hít thở không khí trong lành. Mà Duy khuyến khích quý vị hãy tìm đến những cái vùng không khí biển nè, rồi không khí ở vùng rừng núi, đặc biệt là ở cái độ cao là trên 250m so với cái mực nước biển á, thì đó là cái lớp cái không khí thanh, cái không khí rất là trong lành, rất là giàu cái ion âm.
Thì cái không khí trong lành giàu oxy và dòng âm như vậy đó, thì nó giúp cho khi chúng ta hít thở đó, thì nó dung nạp đầy đủ oxy cho cơ thể. Đồng thời đó, cái dòng âm á, nó đẩy những cái độc tố, đặc biệt là cái khí CO, cái khí metan. Cái khí CO là cái khí vô cùng độc hại quý vị. Nó có nhiều trong cái vùng đô thị đó. Khi mà chúng ta sử dụng rất là nhiều xe máy hay là ô tô, chúng ta vận hành những cái nhà máy sản xuất công nghiệp đó với rất là nhiều khói bụi đó, thì nó khi mà nó bám chặt vào trong hồng cầu của cơ thể đó, thì nó ngăn chặn không cho hồng cầu của cơ thể có thể trao đổi oxy và CO2. Mà khi không thể nhận oxy từ phổi và không thể nhận CO2 từ tế bào á, thì xem như hồng cầu của chúng ta nó vô dụng và cơ thể của chúng ta thiếu oxy, mặc dù chúng ta không thiếu hồng cầu. Mà quý vị cũng biết á, là thiếu oxy là một trong những điều kiện làm cho tế bào bình thường của chúng ta chuyển sang cái trạng thái là hô hấp không cần oxy, tức là hô hấp kỵ khí hay lên men. Cái yếu tố thứ tư để giảm độc tố đầu vào á, là chúng ta hãy chú ý cái tinh thần đúng. Thì tinh thần chúng ta làm sao phải lạc quan, phải an nhiên. Chúng ta không để cho chúng ta quá căng thẳng, quá stress. Thì chi tiết về cái tinh thần đúng như thế nào thì Duy sẽ trình bày cụ thể ngay phía sau cái video này. Duy chia sẻ cho quý vị một cái điều như thế này á, là có rất là nhiều người gọi là mắc bệnh nan y á, là bác sĩ đã chạy rồi, bó tay rồi đó, gọi là không còn hy vọng rồi đó quý vị. Thì một số người đó họ rất là buồn, họ buông bỏ tất cả quý vị và họ di chuyển lên sống một mình trên những cái vùng núi cao, và họ sống rất đơn giản, ăn uống cực kỳ đơn giản, họ sống hòa quyện với thiên nhiên. Và rất là bất ngờ đó quý vị, sau một thời gian thì tất cả những cái bệnh mãn tính, những cái bệnh mà gọi là nan y của họ đó được đẩy lui. Họ không biết giải thích như thế nào về vấn đề này và họ cho rằng đây là vấn đề tâm linh, là vấn đề là họ được thần linh, Phật trời nào đó giúp đỡ để giúp họ có thể đẩy lùi bệnh tật. Nhưng mà Duy hoàn toàn có thể giải thích cho quý vị đây có cái lý do của nó. Khi quý vị buông bỏ tất cả thì quý vị có một cái tinh thần rất là thoải mái, thì não bộ của chúng ta có thể tiết ra những cái loại hormone mà đến nay thì khoa học chưa có thể chứng minh được. Thì những cái hormone này giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường cái khả năng sinh tồn và phục hồi cái sức khỏe vốn có, phục hồi cái khả năng chữa lành tự nhiên. Và khi chúng ta sống đơn giản, ăn uống đơn giản, chúng ta giảm cái độc tố đưa vào cơ thể. Khi chúng ta di chuyển lên những cái vùng núi cao, không khí trong lành, thì hàng ngày cơ thể của chúng ta tiếp nhận được cái lượng oxy dồi dào, cái lượng khí ion âm đủ để đào thải những cái độc tố, những cái khí CO mà chúng ta đã tích tụ lâu dài trong cơ thể. Sau một thời gian dài thì hầu như là chúng ta có thể giải quyết được tất cả những cái bệnh mãn tính. Thì điều này có nghĩa là chúng ta vô tình đã tạo điều kiện cho cơ thể của chúng ta khôi phục lại cái chức năng tự chữa lành tự nhiên vốn có của nó, và tự nó có khả năng chữa bệnh cho nó và đẩy lùi mọi bệnh tật. Tiếp theo đây là Duy sẽ trình bày là làm sao để chúng ta tăng cường cái thải độc đầu ra. Thì yếu tố đầu tiên đơn giản không tốn kém là quý vị hãy tăng cường cái vận động cơ thể. Chúng ta vận động vừa sức, chúng ta vận động làm sao để đổ mồ hôi là được quý vị. À, để áp dụng cho cái người bị ung thư đó, thì khi mà sức khỏe đã suy kiệt đó, thì quý vị có thể vận động bằng cách là chúng ta đi tản bộ nè. Nếu chúng ta ở vùng biển thì chúng ta có thể đi bộ trên cát, đi chân không trên cát. Chúng ta có thể tập dịch cân kinh hay là các cái động tác cơ bản của suối nguồn tươi trẻ. Làm sao để chúng ta đào thải, đổ mồ hôi á, thì khi đó độc tố chúng ta có điều kiện để thông qua cái đường da đi ra ngoài. Tốt nhất á, là quý vị có thể vừa vận động kết hợp với việc tắm nắng vào buổi sáng hoặc là sau 4 giờ chiều là rất là tốt. Cái điều thứ hai Duy khuyên quý vị á, là hãy uống canh dưỡng sinh. Thì canh dưỡng sinh đây là một cái sản phẩm được nấu từ các cái loại rau củ quả do một cái người Nhật Bản là Thạch Lập Hòa đã phát minh ra. Thì khi quý vị sử dụng canh dưỡng sinh á, thì thứ nhất á, nó giúp cho quý vị có thể trung hòa tốt những cái độc tố trong dòng máu, hỗ trợ cho gan của chúng ta đào thải những cái độc tố này ra ngoài một cách dễ dàng. Điều thứ hai mà canh dưỡng sinh có thể làm cho quý vị á, là nó giúp cho khôi phục lại cái môi trường máu, trở về cái môi trường pH cân bằng là 7.35 mà Duy đã chia sẻ bên trên. Thì canh dưỡng sinh á, quý vị hoàn toàn có thể tự nấu tại nhà. Thì cái công thức nấu, cái cách như thế nào, quý vị có thể tham khảo cái hướng dẫn ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Ngoài ra, nếu quý vị không có điều kiện thời gian đó, thì quý vị có thể mua cái gói canh dưỡng sinh của Đài Loan sản xuất sẵn, đóng gói dưới dạng hộp đó. Thì quý vị có thể liên hệ ngay cái thông tin bên cạnh này để liên hệ trực tiếp mua canh dưỡng sinh.
thì Duy không có bán canh dưỡng sinh, mà Duy biết cái nơi bán thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp để mua. Thì mỗi ngày quý vị có thể sử dụng từ 1 đến 2 gói, mỗi ngày 2 lần, thì hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta có thể thải độc và cân bằng cái độ pH môi trường kèm tự nhiên. Và Duy cũng đã chia sẻ một cái video chi tiết về cái cách sử dụng cái gói canh dưỡng sinh này. Quý vị hãy click vào cái đường link ngay bên trên này để xem cái video đó, hoặc là xem video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Yếu tố tiếp theo để tăng cường thải độc đầu ra đó, thì Duy khuyên quý vị hãy dọn nhà ra biển hay là thuê nhà ở những cái vùng mà gần biển đó, để hàng ngày 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần chúng ta được hít thở không khí biển để dung nạp đầy đủ oxy cho cơ thể và đào thải những cái độc tố, cái khí CO trong cơ thể ra ngoài. Ngoài ra khi dọn nhà ra biển, mỗi ngày quý vị nên tắm cát rồi đi chân không trên cát. Thì tắm cát đơn giản là quý vị chôn mình ở trong cát, chừa cái đầu và một tay ra bên ngoài thôi. Thì chúng ta có thể kết hợp vừa tắm cát và tắm nắng và hít thở thiền cùng lúc cũng được. Thì khi chúng ta tắm cát như vậy đó, thì da của chúng ta là cái cơ quan mà có thể nói là có cái diện tích lớn nhất trong cơ thể. Nó sẽ đào thải những cái độc tố từ trong máu ra bên ngoài. Bởi vì đối với cái người ung thư đó, thì gan thận đã suy yếu. Cái kênh mà đào thải độc tố chính của cơ thể, gan thận, nó không còn hiệu quả nữa. Thì cái việc đào thải độc tố qua da để hỗ trợ cho cơ thể vô cùng quan trọng. Nếu quý vị có xem cái bộ phim mà Thượng Đế Cũng Phải Cười đó, là một trong những cái bộ phim rất là nổi tiếng, thì quý vị thấy là một cái anh chàng da trắng bị bọ cạp cắn thì đã được sơ cứu, và một cái người da đen đã chôn anh ta đó, chỉ chừa cái phần đầu, chôn toàn bộ cái phần thân ở trong cát. Thì sau một ngày đêm như vậy đó, thì toàn bộ độc tố trong cơ thể được đào thải hết và anh ta khỏe mạnh lại bình thường. Ngoài ra đó, khi quý vị đi chân không trên cát đó, là cái điều kiện để quý vị tiếp xúc âm dương với trời đất. Và đồng thời đó, khi chân của chúng ta đó bước trên cát như vậy đó, thì cái hệ thống lòng bàn chân của chúng ta được massage tự nhiên, các cái nguyệt đạo bên dưới cái bàn chân của chúng ta được kích thích. Như vậy á, thì những cái nguyệt đạo như vậy nó sẽ kích thích toàn bộ các cái cơ quan nội tạng trong cơ thể, và nó sẽ tăng cường hoạt động để giúp cho chúng ta đào thải và hồi phục lại cái sức khỏe tự nhiên. Đối với những cái người bị bệnh nan y á, những cái người bị bệnh mãn tính mà chữa hoài mà không hết á, rất là nặng đó quý vị, nên dọn nhà ra biển quý vị. Dọn nhà ra biển, quý vị được hít thở không khí biển trong lành nè, rồi quý vị được đi chân không trên cát, quý vị được tắm cát nè, tắm nắng nè, tắm biển mỗi ngày nè, tinh thần quý vị rất thoải mái nè, cho nên cái khả năng mà phục hồi bệnh rất là cao quý vị. Cái giải pháp tiếp theo mà quý vị nên thực hiện để hỗ trợ cơ thể thải độc tự nhiên, đó là áp dụng cái phương pháp thải độc đại tràng bằng cà phê hữu cơ. Đây là một cái phương pháp được biết đến với tên là phương pháp Gerson, do bác sĩ người Đức Gerson đã phát minh ra. Thì bác sĩ Hiromi Shinya đó, cái người đã viết ra cái bộ sách nhân tố enzyme, cũng đã khuyến khích về vấn đề này. Thì Hiromi Shinya là bác sĩ chuyên về nội soi đại tràng, thì bác sĩ phát hiện ra là khi mà chúng ta thải độc bằng cà phê hữu cơ đó, thì có thể hồi phục được cái đại tràng về trạng thái bình thường, giảm những cái độc tố phát sinh trong cái hệ đường ruột của chúng ta, từ đó làm giảm cái gánh nặng lên gan và thận, cũng như là toàn bộ cái dòng máu của cơ thể. Cái phương pháp này cũng gây khá nhiều tranh cãi, cho nên Duy đã thực hiện cái video giải thích một cách chi tiết, phản biện lại cái vấn đề là có nên hay không thực hiện cái giải pháp thải độc đại tràng bằng cà phê hữu cơ. Quý vị hãy click vào cái đường link bên trên này, hoặc là xem cái video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Quý vị hoàn toàn có thể tự thực hiện cái phương pháp này tại nhà bằng cách là mua cái combo, tức là cái bộ dụng cụ để thực hiện thải độc và cái cà phê hữu cơ kèm theo. Thì quý vị hãy click vào cái đường link để mua trực tiếp trên mạng cái bộ thải độc đại tràng bằng cà phê hữu cơ này ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Cái giải pháp tiếp theo để tăng cường thải độc đầu ra là chúng ta hãy khôi phục và tăng cường cái chức năng bài tiết của gan và thận. Thì gan thận giữ vai trò trung tâm trong cái việc đào thải, hóa giải những cái độc tố trong cơ thể. Thì để tăng cường cái chức năng của gan, quý vị chú ý đến hai cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là tăng cường cái cung cấp cái chất xơ từ thức ăn. Thì chất xơ giúp cho gan có thể thải độc qua đường mật, đào thải qua cái đường đại tiện. Khi quý vị áp dụng thực dưỡng đó, quý vị ăn gạo lứt và rau củ quả là chính đó, thì trong gạo lứt, cái vỏ cám gạo đó và rau củ quả có rất nhiều chất xơ, cho nên quý vị không sợ thiếu chất xơ. Cái yếu tố thứ hai để tạo điều kiện cho gan thải độc đó, là chúng ta hãy giảm cái lượng dầu mỡ tiêu thụ bằng cách giảm bơ nè, giảm dầu nè, giảm các loại chất béo từ đạm động vật. Để tăng cường cái chức năng đào thải của thận á, thì quý vị đơn giản là quý vị hãy tắm nắng thường xuyên.
thì tắm nắng kích thích cơ thể tạo ra vitamin D3. Thì vitamin D3 hỗ trợ cho chức năng của thận rất là nhiều. Và vitamin D3 cũng hỗ trợ cho chúng ta khôi phục cái chức năng miễn dịch, cái khả năng tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể. Khi quý vị tắm nắng thường xuyên đó, thì thận của chúng ta nó có thể lấy những cái khoáng chất có trong nước tiểu trả về cho dòng máu. Chúng ta không bị mất khoáng, mà khoáng chất giữ vai trò rất là quan trọng, hỗ trợ cho gan của chúng ta có thể tạo ra những cái hóa chất cũng như là phục hồi cái khả năng chữa lành tự nhiên. Nhân tiện đây thì Duy giới thiệu cho quý vị một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Nó được gọi là hạt mơ khô. Thì trong cái hạt mơ khô này với cái tên tiếng Anh là raw apricot kernel đó, thì quý vị ăn cái hạt mơ khô này đó, thì quý vị bên trong nó có cái chứa cái loại vitamin nó gọi là B17. Thì vitamin B17 này được xem là một cái hóa chất mà tự nhiên để giúp cho chúng ta chữa ung thư. Rất là đặc biệt quý vị. Thì khi vitamin B17 vào cơ thể đó, gặp tế bào ung thư, nó sẽ kích hoạt tế bào ung thư, tức là cái tế bào lên men kỵ khí trở về cái trạng thái là hô hấp thông thường. Thì Duy tìm được cái thông tin này thông qua cái quyển sách là Ung thư, sự thật, hư cấu và cái phương pháp chữa lành tự nhiên không độc hại. Quý vị có thể tham khảo cái quyển sách ngay bên cạnh mình chia sẻ quý vị. Cái hạt mơ khô này quý vị có thể ăn lúc bụng đói, thì quý vị tăng dần. Thì ban đầu chúng ta ăn mỗi lần một hạt, một ngày 3 lần. Sau đó chúng ta tăng dần số lượng lên 2 hạt một lần, mỗi ngày 3 lần. Rồi tối đa là chúng ta tăng cường là 10 hạt một lần. Một ngày như vậy chúng ta ăn 3 lần là 30 hạt tối đa. Thì giúp cho chúng ta có thể nói là đây là một cái phương pháp hóa trị liệu tự nhiên có định hướng để tác động trực tiếp đến tế bào ung thư, giúp cho tế bào ung thư khôi phục lại cái trạng thái bình thường. Thì đối với những người bị u bú có những cái khối u mà mới phát hiện thì chúng ta có thể sử dụng cái giải pháp này. Tuy nhiên đây chỉ là một trong những giải pháp hỗ trợ mà thôi. Chúng ta nên thực hiện song song đồng thời tất cả những cái giải pháp mà Duy chia sẻ trong video này để tăng cái xác suất và cái khả năng chữa lành bệnh tốt nhất cho quý vị. Đối với một số quý vị bị bệnh ung thư, bị bệnh mãn tính lâu dài mà cái hệ tiêu hóa của quý vị quá yếu kém đó, tức là chứng tỏ là cái gan thận quý vị quá suy yếu, tuyến tụy quý vị quá yếu và cái đường ruột của quý vị nó quá yếu đi, thì quý vị nên thực hiện những cái điều sau đây. Thì khi gan, thận và đường ruột chúng ta quá yếu, chúng ta không thể chuyển hóa và hấp thu dinh dưỡng trong thức ăn, chúng ta thường xuyên đi phân lỏng, phân xanh hoặc là chúng ta bị cực kỳ bón luôn quý vị, thì đó là những cái dấu hiệu mà báo hiệu là cái hệ tiêu hóa của chúng ta không thể nào hấp thu dưỡng chất trong thức ăn. Thì cái ưu tiên đầu tiên là chúng ta phải làm sao để khôi phục lại cái hệ tiêu hóa của mình. Thì Duy đưa ra những cái lời khuyên sau đây cho quý vị. Thứ nhất là quý vị nên là chúng ta chuyển sang ăn ván cháo gạo lứt. Thì chúng ta có thể nấu ván cháo gạo lứt từ gạo lứt hoặc là cơm gạo lứt. Thì ván cháo gạo lứt là một cái loại mà thức ăn mà quý vị có thể hấp thu dinh dưỡng rất là dễ dàng. Đặc biệt là đối với những cái người mà có hệ tiêu hóa cái ruột non rất là khó hấp thu dinh dưỡng đó. Thì cái cách nấu ván cháo gạo lứt như thế nào, công thức ra làm sao chi tiết, quý vị hãy xem cái video ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Tiếp theo là quý vị hãy uống trà bình minh vào mỗi buổi sáng. Thì trà bình minh là một cái công thức pha mà giúp cho quý vị có thể phục hồi cái hệ tiêu hóa. Quý vị hãy uống vào mỗi buổi sáng thức dậy thì giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta có thể phục hồi để hấp thu và tiêu hóa tốt thức ăn. Thì cái cách thức mà pha trà bình minh, những cái công thức như thế nào, quý vị cũng tham khảo ngay trong cái phần mô tả chi tiết bên dưới cái video này. Ngoài ra đó thì quý vị hãy bổ sung cái men vi sinh, cái men tiêu hóa tự nhiên cho cơ thể để hỗ trợ cho cái đường ruột của chúng ta, đặc biệt là cái ruột già đó, nó cân bằng cái hệ vi sinh vật, lợi khuẩn và hại khuẩn tự nhiên. Để bổ sung và cân bằng cái hệ thống vi sinh vật trong đường ruột của quý vị đó, thì cái sản phẩm đầu tiên quý vị nên quan tâm đó là bổ sung cái viên 32 tỷ lợi khuẩn probiotic. Chi tiết về sản phẩm quý vị có thể tham khảo ngay bên cạnh và cái thông tin mua sản phẩm quý vị có thể liên hệ ngay bên đây. Cái sản phẩm thứ hai giúp cho quý vị cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột đó là Enterpro, quý vị tham khảo chi tiết cái sản phẩm bên đây. Thì người ta sản xuất dưới dạng ống nước, quý vị có thể bổ sung hàng ngày, mỗi ngày 2 ống trước khi ăn, lúc bụng đói. Kế lớn thứ hai để hỗ trợ cho chúng ta chữa lành ung thư tự nhiên là làm sao chúng ta phục hồi và tăng cường cái hệ thống miễn dịch, cái sức đề kháng của cơ thể. Để thực hiện được điều này đó thì trước nhất là quý vị hãy tăng cường vận động thường xuyên. Chúng ta hãy vận động vừa sức, toát mồ hôi giống như Duy đã trình bày bên trên, bằng cách là đi bộ, đạp xe đạp, chúng ta có thể tập dịch cân kinh hay các cái động tác của suối nguồn tươi trẻ,
Mỗi ngày chúng ta hãy tắm nắng, và đặc biệt đối với người ung thư đó, thì chúng ta có thể kéo dài cái thời gian tắm nắng là từ 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Thì chúng ta tắm nắng trước 9 giờ sáng hoặc là sau 4 giờ chiều là lúc ánh nắng có cái cường độ tốt nhất, và cơ thể của chúng ta có thể tổng hợp dễ dàng vitamin D3 dưới ánh nắng mặt trời. Chúng ta đơn giản là mặc đồ ngắn để đưa cái vùng tay, vùng chân, vùng da của cơ thể của chúng ta đó tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày quý vị nên tập thiền. Thì thiền á, thì chúng ta thiền vô niệm 30 phút trước khi ngủ mỗi buổi tối. Chúng ta thả lỏng toàn bộ các cơ trong cơ thể. Chúng ta có thể ngồi trên ghế hoặc là chúng ta có thể nằm trên giường. Thì khi chúng ta thả lỏng như vậy đó, thì chúng ta tập trung toàn bộ cái suy nghĩ tư tưởng của chúng ta vào hơi thở. Chúng ta hít vào, chúng ta biết chúng ta hít vào. Chúng ta thở ra, chúng ta biết chúng ta thở ra. Thì khi như vậy đó, thì cơ thể của chúng ta thả lỏng, nó chữa lành tự nhiên rất là dễ dàng. Thiền vô niệm có thể giúp cho chúng ta có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ và có một cái giấc ngủ ngon kéo dài, một giấc ngủ rất là sâu, phục hồi sức khỏe của cơ thể rất là nhanh chóng. Và bất cứ khi nào chúng ta rảnh trong ngày đó, thì chúng ta hãy thực hiện thiền tĩnh tâm có định hướng. Chúng ta tưởng tượng rằng hệ miễn dịch của chúng ta nó đang thực hiện một cái điều là chuyển đổi những cái tế bào bệnh, những tế bào già nua thành những tế bào khỏe mạnh, lành mạnh hơn để phục hồi sức khỏe của cơ thể. Khi chúng ta thực hiện thiền thường xuyên á, thì cái hệ thống bạch cầu của cơ thể của chúng ta nó tự động tăng cường, đặc biệt là các cái hệ thống bạch cầu trung tính á, thì giúp cho chúng ta khôi phục lại cái hệ miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra khi thiền đó giúp cho chúng ta giảm stress, giúp cho chúng ta tìm đến một cái tinh thần an lành, an nhiên. Thì khi đó cơ thể của chúng ta cũng tiết ra những cái hormone rất là tích cực. Cơ thể của chúng ta được thả lỏng, não bộ của chúng ta giảm đi những cái tạo ra những cái hóa chất độc hại. Ví dụ như khi chúng ta căng thẳng á, thì não bộ chúng ta tiết ra rất là nhiều cortisol. Mà cortisol á, thì lại tạo một cái áp lực, một cái gánh nặng rất lớn cho thận để đào thải những cái hormone này. Cái điều tiếp theo để tăng cường cái hệ miễn dịch á, là bất cứ khi nào quý vị rảnh á, quý vị hãy tập thở bụng, tập hít thở đúng cách. Tập thở bụng có vai trò rất quan trọng để phục hồi cái hệ miễn dịch và tăng cường cái khả năng tự chữa lành của cơ thể. Thì chi tiết về cái hít thở bụng như thế nào, Duy đã chia sẻ bằng một cái video cụ thể. Quý vị click vào cái video bên trên này hoặc là xem cái video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Cái giải pháp tiếp theo để giúp cho quý vị tăng cường hệ miễn dịch khi quý vị đã quá suy yếu là quý vị hãy mua và sử dụng cái sản phẩm dược thảo thiên nhiên hỗ trợ cho cơ thể tự chữa lành tự nhiên và phục hồi hệ miễn dịch, được biết đến với cái tên là Immune Revival hay là hồi sinh miễn dịch. Thì đây là một cái sản phẩm được sản xuất trên cái cơ chế là những cái sản phẩm đông y của Úc, của công ty GVK của Úc. Thì cái sản phẩm này nó được bào chế từ những cái dược thảo thiên nhiên rất là quý giá, rất là nhiều loại dược thảo thiên nhiên khác nhau trong cái công thức. Quý vị có thể tham khảo cái công thức chi tiết. Thì trong cái công thức này người ta đã bào chế nó rất là cân bằng về luật âm dương, cho nên quý vị có thể sử dụng lâu dài mà không có tác dụng phụ. Và đây cũng là sản phẩm đã được chứng minh là có thể hỗ trợ cơ thể chữa bệnh. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp để mua sản phẩm ngay bên cạnh. Thì Immune Revival giúp cho tim, gan, thận, các cơ quan nội tạng của chúng ta nó phục hồi cái chức năng vốn có của nó, từ đó phục hồi cái hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Cái điều cực kỳ quan trọng cuối cùng mà Duy chia sẻ trong cái video hôm nay giúp cho quý vị có thể tăng cường khôi phục cái hệ miễn dịch vốn có của mình á, đó là cái vấn đề làm sao để chúng ta có được một cái tinh thần lạc quan, một cái tinh thần đúng đắn, một cái tinh thần tích cực để hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta đẩy lùi bệnh. Thì rất là nhiều bệnh nhân ung thư đó mà khi bác sĩ tư vấn cho họ đó thì để lại cho họ một cái hiểu lầm, một cái sự ức chế tâm lý rất là lớn. Và nhiều bác sĩ họ tư vấn cho bệnh nhân á, làm cho bệnh nhân cảm thấy rằng ung thư giống như là họ mất đi, giống như là con đường tử đi quý vị. Ung thư, cái người mà ung thư họ rất là sợ hãi, họ rất là lo lắng. Và chính cái sự sợ hãi, lo lắng, mất đánh mất cái hy vọng và niềm tin đó làm cho trong cơ thể của họ tiết ra rất là nhiều cái hormone, rất là nhiều những cái hóa chất độc hại mà ảnh hưởng tiêu cực đến cái hệ miễn dịch của cơ thể. Cho nên để giúp cho quý vị an tâm thì Duy xin chia sẻ cho quý vị một cái khẳng định như thế này bằng tất cả những cái hiểu biết và trách nhiệm của mình. Ung thư không phải là bệnh. Ung thư là một cái cơ chế mà tế bào của cơ thể nè quý vị. Tế bào của chúng ta đó, nó cố gắng, nó thích nghi trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta đã tiêm nhiễm quá nhiều cái hóa chất độc hại vào cơ thể, vào dòng máu của chúng ta.
chúng ta làm cho cơ thể chúng ta bị ô nhiễm qua cái cách ăn uống sai lầm, cái hít thở sai lầm, cái lối sống sai lầm, cái tư duy, cái suy nghĩ sai lầm, làm cho cơ thể chúng ta một ngày nào đó cái tế bào của chúng ta nó không thể tiếp thu dinh dưỡng oxy một cách hiệu quả nữa. Nó bắt buộc sinh tồn bằng cách là nó chuyển sang hô hấp lên men hay hô hấp kỵ khí. Duy đã trình bày rất chi tiết về cái video mà giải thích cho quý vị là cái nguyên nhân thực sự gây ra bệnh ung thư. Cho nên á, chỉ đơn giản là chúng ta giải trừ những cái độc tố cho cơ thể, khôi phục lại cái trạng thái bình thường vốn có, cái môi trường pH cân bằng của cơ thể, thì ung thư tự động nó sẽ biến mất quý vị. Và Duy cũng xin chia sẻ cho quý vị á, là ung thư rất dễ chữa quý vị, ung thư không khó chữa như chúng ta nghĩ đâu. Ung thư không phải là một cái bản án tử hình báo trước đâu quý vị. Ung thư rất dễ chữa. Cái khó ở đây là quý vị không hiểu biết về nó. Cái khó ở đây là quý vị không có niềm tin về nó. Chính vì vậy mà quý vị không thực hiện, không cố gắng để mà tạo điều kiện cho cơ thể của chúng ta có thể thực hiện cái khả năng tự chữa lành vốn có của nó. Cái khả năng tự chữa lành của cơ thể và tất cả mọi loài sinh vật này, đó là một cái khả năng mà tạo hóa đã ban tặng cho tất cả chúng ta một cách miễn phí. Quý vị biết là cái khả năng tự chữa lành tự nhiên này đó, thì các cái loài vật sống trong tự nhiên hoàn toàn nó không bệnh tật, nó không cần thuốc men, nó không cần thầy thuốc quý vị. Chỉ có con người hiện đại là cần thầy thuốc, chỉ có con người hiện đại là nhiều bệnh tật, và đặc biệt là ung thư phát triển rất là mạnh trong cái thế giới hiện đại này. Và cái khả năng tự chữa lành tự nhiên này đã được nhà khoa học Yoshinori người Nhật Bản đã chứng minh, và ông ta đã đạt được giải Nobel năm 2016, và Duy đã rất thường xuyên chia sẻ trong rất nhiều video trước đây. Một trong những cái điều mà mang lại cái tinh thần đúng đắn đó, dù cho cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào, dù bệnh tật khó khăn, khó chữa như thế nào đó quý vị đừng bao giờ đánh mất cái niềm tin của mình. Bởi vì khi chúng ta có niềm tin đó, khi chúng ta có cái hy vọng để chúng ta vượt qua đó, thì cơ thể của chúng ta rất kỳ diệu. Bộ não của chúng ta nó tiết ra những cái hormone, nó gọi là những cái hormone mà kích thích cái khả năng sinh tồn. Cái khả năng sinh tồn này có sẵn trong gen của tế bào của chúng ta quý vị. Cái khả năng mà giúp cho chúng ta có thể tồn tại được ở những cái hoàn cảnh khắc nghiệt nhất có thể đó. Thì khi chúng ta đánh mất niềm tin đó, không có gì mà bằng đánh mất niềm tin hết quý vị. Khi quý vị đánh mất niềm tin là cái khả năng lành bệnh của quý vị rất là thấp. Khi quý vị còn niềm tin, còn hy vọng, quý vị còn vực dậy cái tinh thần của mình đó, thì cái khả năng chữa lành bệnh của quý vị rất là cao. Có thể nói là 50% cái khả năng mà tự chữa lành của cơ thể là từ cái niềm tin của não bộ quý vị thiết lập được. Và một trong những cái cách để kích thích cái khả năng sinh tồn này đó, kích thích cái tinh thần tích cực này đó, thì quý vị hãy xác định cho mình những cái mục đích, những cái mục tiêu, những cái ý nghĩa sống, những cái việc làm có ý nghĩa mà quý vị sẽ thực hiện trong tương lai. Quý vị phải hiểu rằng một điều như thế này, ung thư không phải là bệnh, ung thư không phải là kẻ thù của chúng ta, mà kẻ thù lớn nhất của chúng ta khiến cho chúng ta bị bệnh ung thư á, là chính chúng ta. Chính chúng ta đã thực hiện ăn uống lối sống sai lầm, tinh thần sai lầm trong một thời gian dài mới dẫn đến bệnh quý vị. Và Duy cũng chân thành khuyên quý vị, những cái bệnh nhân ung thư, chúng ta hãy buông bỏ bớt công việc, buông bỏ bớt cái chuyện gia đình, buông bỏ bớt cái chuyện làm ăn, buông bỏ bớt cái chuyện cơm áo gạo tiền đi quý vị. Nếu quý vị biết quý trọng sức khỏe của mình, nếu quý vị hiểu rằng có sức khỏe là có tất cả, thì quý vị hãy sẵn sàng, quý vị hãy quyết tâm buông bỏ tất cả. Chúng ta hãy dọn nhà ra biển, chúng ta hãy đi đến những cái nơi không khí trong lành, chúng ta hãy sống đơn giản, chúng ta sống gần gũi với thiên nhiên, để từ đó hỗ trợ cho cơ thể chúng ta chữa lành tự nhiên một cách tốt nhất. Nếu quý vị quan sát đi, trong tự nhiên á, các cái loài động vật sống trong rừng, các cái loài động vật sống trong cái thế giới hoang dã đó, không bao giờ nó mắc bệnh ung thư quý vị, không bao giờ nó mắc bất kỳ những cái bệnh nào. Nó rất là sung mãn, rất là khỏe mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì nó sống thuận tự nhiên, nó sống hòa quyện với thiên nhiên, nó sống rất là đơn giản, nó không có mong cầu, nó không có ham muốn như chúng ta. Và có rất nhiều quý vị thấy là Duy cảm thấy không hiểu như thế nào luôn. Rất là nhiều quý vị là bệnh rồi, bệnh rất là nặng rồi, rất là khó chữa rồi, bệnh ung thư rồi, mà quý vị không buông bỏ được, quý vị không dành thời gian để tự chăm lo cho bản thân mình. Quý vị không biết thương bản thân mình thì ai thương quý vị đây? Và Duy cũng xin chia sẻ với quý vị, nếu quý vị không xác định được một cái hành động, một cái việc làm nào có ý nghĩa, thì một cái việc mà rất là đơn giản quý vị có thể làm hàng ngày, đó là hãy trồng cây đi quý vị. Chúng ta hãy trồng từ 5 đến 10 cây mỗi ngày. Quý vị hãy tự trồng kết hợp với việc vận động và tắm nắng. Thì chúng ta trồng cây đó ở cái xung quanh cái nơi chúng ta ở, hoặc là ở địa phương nơi chúng ta ở đó, hoặc là chúng ta trồng cây ở những cái vùng đất trống, bất kỳ nơi nào cũng được quý vị.
Bởi vì một cái cây mà được trồng, quý vị, nó mang cái sứ mệnh rất là lớn. Nó giữ đất, giữ nước, nó điều hòa khí hậu, nó làm cho không khí trong lành, nó thanh lọc không khí nè. Rồi nó tạo ra rất là nhiều cái chất hữu cơ để cho nuôi sống côn trùng. Và nó là cái nơi trú ẩn cho rất là nhiều cái loài vi sinh vật bên trong bộ rễ của nó. Nó là nơi trú ẩn cho rất là nhiều cái loài động vật như là chim chóc, các loài động vật khác vân vân, các loài côn trùng vân vân. Cho nên trong suốt quãng đời của một cái cây mà nó sống á, thì nó làm được rất là nhiều chuyện có ý nghĩa. Cho nên quý vị trồng một cái cây á, là quý vị đã để lại một cái công đức vô lượng đó quý vị. Nếu quý vị không tự trồng cây á, thì có thể nhờ những cái người thân, con cái trong gia đình của mình á, có thể giúp cho quý vị trồng cây để quý vị tích lũy công đức. Và đặc biệt là thông qua những cái hành động như vậy đó, quý vị cảm thấy vui vẻ về mặt tinh thần. Quý vị cảm thấy là bản thân mình cũng làm được những cái điều rất là ý nghĩa trong cuộc đời này. Và nhân tiện đây đó, Duy cũng xin chia sẻ cho quý vị đó là quý vị hãy lên cái kênh YouTube của câu lạc bộ 100 đó. Thì có rất là nhiều bài chia sẻ của nhà thực dưỡng quốc tế Lương Trùng Hưng nè, rồi bác Trần Ngọc Tài nè, người rất là giỏi về Đông Y, triết lý Đông Phương, rồi chia sẻ của anh Nguyễn Công Hầu nè. Đó là những cái video mà Duy thấy là rất là có giá trị, thì quý vị hãy nên tham khảo, xem thường xuyên. Chúng ta vừa tăng cường cái kiến thức về thực dưỡng hiện đại, chúng ta có những cái hiểu biết về cách hỗ trợ cơ thể của chúng ta chữa lành tự nhiên. Nói tóm lại trong cái video hôm nay đó, thì Duy khuyên quý vị á, là ung thư không phải là bệnh. Tạo điều kiện cho cơ thể tự chữa lành ung thư, tạo điều kiện cho cơ thể phục hồi cái khả năng miễn dịch và phục hồi cái khả năng tự chữa lành tự nhiên để tự đẩy lùi bệnh ung thư và rất là nhiều bệnh mãn tính. Và khi quý vị á, phục hồi sức khỏe, chúng ta hết bệnh rồi đó, thì Duy khuyên quý vị là hãy kiên trì, duy trì theo cái lối sống của thực dưỡng hiện đại, ăn uống lối sống tinh thần đúng trong một cái thời gian dài, ít nhất là từ 5 đến 7 năm để cơ thể của chúng ta hoàn toàn hồi phục. Và nếu mà chúng ta hiểu được á, thực dưỡng hiện đại mang lại cái khả năng về cái tinh thần, cái sức khỏe cho chúng ta đó, giúp cho chúng ta phòng và chữa trị rất là nhiều bệnh mãn tính á, thì chúng ta nên áp dụng thực dưỡng hiện đại suốt cuộc đời của mình, ăn uống lối sống cân bằng, tinh thần cân bằng, để từ đó chúng ta có một cái sức khỏe tốt nhất, chúng ta có thể làm được rất là nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Duy hy vọng là cái video hôm nay sẽ mang lại nhiều giá trị cho quý vị. Nếu quý vị thấy video này có ích thì đừng quên nhấn like hoặc là bấm một cái nút share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào đó thì hãy để lại câu hỏi đó ngay trong cái phần comment bên dưới cái video này. Duy nhất định sẽ tìm đọc và trả lời cho quý vị sớm nhất. Và nếu quý vị muốn liên hệ trực tiếp với Duy thì hãy liên hệ qua cái thông tin ngay bên cạnh, số Zalo hoặc là Messenger 081 867 2707, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại 0946 778 933. Một lần nữa thì Duy chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh Duy Võ trong thời gian qua, cũng như là quý vị đã góp ý chân thành để xây dựng kênh, cũng như là có những cái đóng góp về mặt tinh thần cũng như là vật chất, giúp cho kênh Duy Võ ngày càng hoàn thiện và phục vụ cho quý vị tốt nhất. Duy mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an lạc trong cuộc sống, và hẹn gặp lại quý vị trong cái video sớm nhất. Trân trọng mến chào.